Trang à, xin chào cả nhà, em xin chào toàn thể anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của Nguyễn Tấn. Thì hôm nay thì em sẽ là về cái chủ đề mới nữa, đó là cái chủ đề là giới thiệu về một chiếc xe Adventure 2019 em mới mua trong năm nay. Em sẽ làm về chủ đề xe mới cho mấy anh chị xem. Chúc anh chị mình một buổi sáng thật là đầy vui vẻ và tràn đầy và hạnh phúc. Chúc mấy anh chị mình làm video thật là hay. Em thì cũng chân thành và cảm ơn những mấy anh chị vừa qua và ủng hộ và đăng ký kênh cho em. Thì em cũng rất là vui mừng. Cảm ơn mấy anh chị. Bây giờ thì em sẽ đi vào mà cái chủ đề xe nhé. Chào tạm biệt mấy anh chị. Bye bye anh chị nha. Mình xin chào mấy bạn nha. Xin chào mấy bạn, xin chào toàn thể anh chị em thân mến trên trang mà YouTube của Minh Tấn. Hôm nay thì em sẽ mà review về một con xe, đó là con xe là Adventure năm 2019 mới ra. Thì chiếc xe Monster này thì em mua lúc này trong lúc lễ, là lễ ngày 2 tháng 9 năm 2019, phiên bản và Monster mới ra. Thì em sẽ đi quay mà vòng vòng xung quanh chiếc xe này cho mấy anh chị mà tham khảo xe này ha. Chiếc xe mà Monster này năm 2019 này phiên bản này mới ra mắt. Thì trong năm 2019 đây thì phiên bản này thì em chạy thì cũng rất là êm, máy cũng rất là ấm và tem cái đồ thì cũng trong hãng, thì dáng thì cũng rất là đẹp. Thì chiếc xe mà Monster này thì cái phiên bản là ba cái mà quét cào này, là ba cái quét cào này là mang ký hiệu là quy lực mãnh thú. Còn cái mà phiên bản này, cái này là dòng quy hiệu, cái này là cái quy hiệu là cái mà chiếc xe ngoài cái hãng xe của nó, quy hiệu màu vàng là phiên bản xe của nó. Thì Nguyễn Tấn thì sẽ đi mà vòng vòng xung quanh thì sẽ và quay cho mấy anh chị coi đi. Chiếc xe này mang ký hiệu là quy lực mãnh thú mà Monster của Monster thì mới ra mắt. Thì cái chiếc ẹt này cái dòng chữ này á, thì mang ký hiệu là của dầu nhớt. Yamaha cái này mang ký hiệu là Enson, là mang ký hiệu là dầu nhớt nha mà mấy anh chị. Xe này chạy máy gắt ẩm, xe này em chạy là 3.000 mà nó kiếm mấy trên giờ rồi đó. Thank you.
Thì em đang chuẩn bị quay cái dàn đầu ở dưới cho mấy vị coi nha. Dàn đầu của chiếc ẹt năm 2019 mà nó khác hơn mà năm 2018. Đen xanh nha, mà mấy anh chị có chiếc hiệu là Monster NCG luôn. Thì cái clip này thì em cũng tạm dừng tại đây. Thì chúc mấy anh chị mình xem video và học hoặc là đầy mà ý nghĩa về sản phẩm về mà sản phẩm mà về xe.